Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết tạm thời chưa di chuyển hàng cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, do hiện còn nhiều ý kiến trái chiều quanh việc này. Liên quan đến vấn đề này, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi quận Đông Đa, lưu ý quận cần xây dựng tiến độ thực hiện, tính khả thi khi áp dụng quy trình kỹ thuật trong việc dịch chuyển các cây hoa sữa có khối lượng lớn, khả năng bảo tồn và chăm sóc cây sau khi dịch chuyển. Đặc biệt, việc dịch chuyển chặt hạ cây xanh là vấn đề nhạy cảm, phức tạp được dư luận người dân quan tâm nên Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cần thông tin rộng rãi để việc trồng, thay thế cây hoa sữa bằng loại cây khác được dư luận quan tâm, người dân ủng hộ. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đã đề xuất sở xây dựng chuyển khoảng 80 cây hoa sữa cùng hàng chục cây lát hoa đến công viên, vườn hoa trồng thay thế bằng cây hoa ban. Mục đích là tạo điểm nhấn kiến trúc, hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Tuy nhiên, sở xây dựng đề nghị quận Đống Đa không dịch chuyển cây lát hoa để tránh lãng phí.